trở lại với kênh của Hoàng Tatu nha. Thì hôm nay Hoàng Tatu sẽ nấu một món rất là quen thuộc đối với các bạn trẻ. Đó là món gì các bạn biết không? Đây các bạn, đây là món mì cay mình chuẩn bị nấu với các bạn. Các bạn thấy không? Nè, mình quay gần cho các bạn coi nè. Đó. Giờ mình nè sẽ bắt đầu nấu nha. Các bạn đi theo mình nha. Đi thôi. Của mình gồm có, đây là cải bắp các bạn, đây là xúc xích nha, trông giống gì vậy? Đây là hành nha, cái hành đây là mình để phi á, để xào á, kiểu mình nấu với dầu á các bạn. Đây là cá viên chiên nè, cá viên chiên. Đây là hành tây, kim chi các bạn, nấu mì cay là không thể thiếu nấm kim chi. Đây là lá é các bạn, rất là thơm luôn. Bỏ vô mì cay cái mùi nó hòa quyện với mì cay, làm cái chất mì cay đó mùi giống mùi quế. Cái này là số các bạn, số mà tím á, các bạn có thấy cái này bao giờ chưa? Các bạn, ớt để làm tăng mùi vị của đồ cay á, thì mình muốn ăn cấp độ bao nhiêu là mình bỏ vô bao nhiêu vậy á. Tiếp theo là hành nha, đây là lá hành với lại rau thơm các bạn. Tất nhiên mình nấu món mì cay là không thể thiếu món mì cay các bạn. Đây là mì bokkeumi, mì nấu hải sản nha, mì Hàn Quốc các bạn nè. Đây là mình nấu mì cay thập cẩm nha, cái gì cũng đầy đủ hết. Giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu mì cay nha. Đầu tiên là mình đổ dầu vô các bạn. Đó, sau đó đổ bắp cải vô nha. Giờ đổ nước. Cái này bỏ xúc xích vô. Bỏ lá hành, xúc xích các bạn. Bỏ thêm. Các bạn thấy xinh không các bạn? Đúng là thiên thần ngoài bờ ruộng. Bỏ thêm ớt các bạn. Bỏ ớt cho nó cay á. Bây giờ mình sẽ bỏ mì cay nha các bạn ơi. Bỏ mì cay này, bắt đầu bỏ mì cay nha. Bỏ gia vị trước xong không? Chờ nó sôi xong mình bỏ mì cay. Đó, trời ơi. Nhìn này nó cay rồi. Khuấy đều. Giờ cho nó sôi nhé. Sẽ bỏ mì cay vô nha.
Chờ trong vòng 4 phút các bạn. Bị cây mình đã chín, mình bỏ cái này vô. Giờ cái này nó nhanh chín đó. Nhưng mà bỏ chung với cái mấy cái này hồi nãy là nhớ sẽ bị nhão á. Giờ bỏ. Giờ tiếp tục bỏ kim chi vô nữa là xong. Là mình có thể ăn được. À, mình bỏ nấm kim châm vô nha. Là mình có thể thưởng thức được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ múc ra, mình sẽ ăn nha. Đây các bạn, giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Mình sẽ múc ra trong chén. À, múc ra trong chén các bạn. Giờ mình mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Ngồi dưới đây ăn nha. Mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Do mình là bỏ không có nhiều á, ăn rất là vừa miệng luôn, không có cay các bạn ơi. Do mình là bỏ ớt nó vừa miệng các bạn, nên không có bị cay nè. Nếu mà bạn nào muốn ăn cay nữa là bỏ thêm ớt bột này, bỏ hết luôn nguyên cái này luôn nè, mới cay được các bạn. Nên mình không có ăn cay, ít ăn cay á đó mình. Mời các bạn ăn xúc xích nha. Xúc xích nè các bạn. Để ăn nha. Rất là tuyệt vời, ăn mặt trời luôn. Đây là cải bắp nè. Ngược mình như vậy á. Mình rất là mềm. Đây mình mời các bạn ăn nấm kim chi nha. Mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Thắt nước quá các bạn. Giờ mình sẽ uống nha. Mình sẽ uống lon coca nha.
cá khui. Nhìn mời tất cả các bạn ngủ với mình nha. Xong uống coca bao ngon luôn. Mà chân thần các bạn, chân thần ăn mì cay, nhớ mì cay, nhớ mì cay là ăn mì cay luôn. Chân thần ngoài bờ rửa. Tạm biệt các bạn.